Ồ vậy ạ. Dạ. Dạ vâng, rồi bây giờ cứ chờ thầy đi, bây giờ cháu mời bác có lời và chào khán thính giả để bắt đầu cái phần nói chuyện của bác trước ạ. Vâng, hôm nay là đầu tuần nhé. Dạ, hôm nay đầu tuần cuối tháng, 31 tháng 7. Vâng, 31 tháng 7, cái tháng 7 thì nó cũng nhiều biến cố lắm. Dạ. Đối với đất nước Việt Nam tháng 7 Tây. Dạ. Cái ngày song thất là cái ngày mà ông Ngô Đình Diệm về nước, còn cái tháng 7 mà âm lịch thì là cái ngày mà mưa ngâu, cái ngày mà Nhiêu Lang chức nước, coi như là một năm mới được gặp nhau một lần. Bắt cái cầu Ô Thước hay gì đó thì tôi cũng lõm bõm tôi nghe thế rồi cả. Thế nhưng mà tôi thấy cái cầu Ô Thước mấy gì đó nó lại thành ra cái cầu vồng và năm màu thì bây giờ nó lại là cái biểu hiệu của những cái người PD những người giới tính rồi này kia đó, vâng, không không có theo cái truyền thống đó. Vâng, thời gian có lẽ cái cờ đó, cái màu đó ngày xưa thì ở Sài Gòn thì nó có cái tiệm cơm Tây nó cũng khá, nó gọi là A Căng Xiên. A là cái vòng ở trên trên lầu đó. Thì đấy nó là cái cầu vòng. Cầu vòng Ô Thước, Ô Thiết là về sau người ta giảng ra theo đạo này đạo kia giảng ra. Thế nhưng mà nó có một cái điều tôi suy nghĩ là người Việt Nam nó là một dân tộc vô thần đấy. Bởi vì rằng thì là nó một ngàn năm nô lệ người Tàu mà nó không mất gốc, nó không cài biếm, nó cũng chỉ chống đối người Tàu gài áo bên này thì nó gài bên này, và nó là một dân tộc nhỏ thì đừng đòi hỏi nó phải là tinh hoa mà đứng đầu lên để mà nhưng mà thật sự nếu mà nói về xa xưa các bác, những người Quảng á, người ta vẫn người ta gọi là người ta là người Việt, tức là khi mà nói là Bách Việt, tức là người Việt Nam mình đến bây giờ cứ tưởng nói là Bách Việt là người Việt Nam, nhưng mà không phải. Quảng Đông, Quảng Tây họ vẫn, tức là khi mà nói đến Hai Bà Trưng đó bác có nhớ không, tức là ở những cái vùng bây giờ Quảng Đông, Quảng Tây họ vẫn có những cái đền thờ Hai Bà Trưng này kia mà. Rồi những cái nữ tướng này kia là thời đó nó gọi Bách Việt là Việt, tức là bây giờ tiếng Quảng đó là Việt Mạnh là tiếng Việt mà. Thành ra là nhiều khi mình Việt Nam mình chỉ là một phần của Bách Việt thôi. Còn khi mà nói đến cái thời xa xưa là Hoa Hạ, người Hán khác, người Việt khác. Việt đây không phải là Việt Nam mình mà là Việt, là Việt Trung, Bách Việt, Hán Nam, rồi người Tiều, Triều Châu rồi này kia cũng là người Việt. Vâng, Quảng Đông, Quảng Tây đó các bạn. Dạ, chào thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có bác này, bác đang ngồi chờ người đón, thành ra mình nhường cái ghế cho bác. Dạ. Bác cứ ngồi không sao. Không. Bác cứ ngồi, bác ngồi. Cứ ngồi. Tại chân bác đau là mình nhường ghế cho bác. Dạ. Cứ ngồi. Dạ. Cháu đây trước. Không sao hết. Cứ ngồi. Thầy nói tiếng Quảng với bác được mà. Ủa xăm đổ bầu. Sang sĩ được lùi, dân có sự hoàn toàn thế đồng hành, hữu sao dẫu bầu. Dạ, ok.
tại nãy bác tính ngồi đây, Khải nói là giờ mình đã sắp làm chương trình, bác sợ quá bác bỏ đi. Khải nói no, không phải, tại vì mình sắp làm chương trình thôi. Cháu nó sắp tới. Không sao, dạ. Sao bác cứ ngồi không sao. Nó tới rồi thầy lấy. Dạ. Bây giờ nếu vậy thầy tạm ngồi đây trước hay là mình kiếm cái ghế mà chờ bác ấy đó mình từng bàn. Dạ. Cái ghế trong kia được không? Mình lấy ghế trong kia được không? Bây giờ cái ghế nó nặng lắm, cho mình quan quan cho nó ngồi chỗ bạn. Rồi mình dời qua đây đi, bắt để bắt cổ quả rồi. Rồi. Trời ơi, đúng rồi, ngồi đây này. Quá tốt luôn. Rồi, bắt cái ăn công như thế này cho không sao bạn. Quán sáng nó tự nó điều chỉnh hết, bác đừng lo. Thời buổi giờ máy tốt lắm, nó không cần ánh sáng gì. Dạ, không mình có sao bác. Nước lạnh không em? Dạ có, để Khải vô Khải mua cái gì à. Dạ nước lạnh chỗ bác. Không bác ngồi với thầy đi để bây giờ bác với thầy nói chuyện, Khải vô Khải mua nước cho. Thầy dùng nước gì ạ? Hả? Thầy dùng nước gì? Water thôi. Dạ, ha. Nước lạnh ha. Nước lạnh thì ngoài xe có nhưng mà nó nóng lắm, để mình vô mua cho nó lạnh. Dạ. Rồi nếu vậy để Khải đang quay, mình đang livestream, Khải mời bác Cường với thầy chào nhau để bắt đầu chương trình luôn. Dạ. Rồi ok thì mình nói về đời và đạo ha bác ha. Vâng. Dạ. Dạ. Tôi thì tôi cũng không nghiên cứu về đạo đời gì cả. Tôi thì tôi cũng cái suy nghĩ của tôi thì tôi cho này là người Việt Nam nó chỉ có cái đạo thờ ông bà thôi, chứ nó không có một cái tôn giáo nào. Dạ, thôi để con chào khán giả một cái dạ, ha. Vâng. Dạ. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho quê hương đất nước tổ quốc Việt Nam. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, ngũ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay là Khải Đào cùng bác Cường cũng có mời sư Du Tăng Thích Minh Tánh đến chỗ cái công viên của Phước Lộc Thọ để mà có đôi lời chia sẻ đời và đạo, bởi vậy nên Phật pháp đời và đạo quý vị. Bởi con Du Tăng Thích Minh Tánh con kính chào bác Cường. Dạ, con cúi đầu chào bác Cường, chào quý khán giả, chào quý khán giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, dạ. Tôi có ý chờ Du Tăng, là tôi cũng thấy Du Tăng mặc áo nha, các màu sắc như thế này, Du Tăng có nó. Vâng, vậy con sẽ giải thích cái tại sao con mặc cái áo này phải không? Dạ, con kính thưa bác Cường. Khải Đào ơi, dạ, khi nãy sư thầy có mình chào quý khán giả phải không? À. Sư có chào rồi. Rồi sư có vậy chia sẻ hôm nay là Phật pháp đời và đạo đó. Dạ. Với bác Cường. Dạ. Thì bác Cường có hỏi là tại sao mà sư mặc cái áo này? Dạ. Tại sao mà sư mặc cái áo này vậy? Vậy đó thì bởi vậy sư phải trả lời cho bác biết là dạ thưa bác, con kính thưa bác cùng đồng bào là chư Phật tử đại chúng khắp năm châu bốn biển, còn Du Tăng Thích Minh Tánh tại sao con mặc cái áo này? Tại vì ngày xưa đó, từ ngàn xưa tới nay, bây giờ người ta theo Trung Hoa đó, người ta mặc cái áo khác, con mặc cái áo này là cái áo này là áo bá nạp nghĩa là trăm mảnh á. Cái áo này là gọi là A Tăng Già Lê Y là áo bá nạp, áo y điền, phước điền, bi điền và kính điền. Dạ thưa bác, là ngày xưa đó Đức Phật đứng trên núi Linh Thú, Đức Phật có nói với ngài A Nan ơi,
con có thể làm cái áo như thửa ruộng này được không? Như mấy thửa ruộng này được không? Đó, như tại vì Đức Phật đứng trên núi Lương Thú nhìn xuống đồng bằng đó, thấy những cái thửa ruộng đó, thì Đức Phật có nói với ngài A Nan, ngài A Nan mới nói dạ được, ngài A Nan mới làm cái áo bá nạp trăm mảnh. Hồi ngày xưa người ta khổ lắm, người ta lấy từng cái áo ra, từng giá díu, từng mảnh, rồi người ta giá díu lại, người ta làm một cái y, chứ đâu phải giống như bây giờ, cực khổ lắm. Bởi vì Du Tăng Thích Minh Tánh muốn duy trì cái truyền thống, duy trì cái giáo pháp của Đức Phật nên mới mặc cái áo này. Bởi cái áo này là áo bá nạp, báo y điền, phước điền, bi điền và kính điền. Dạ, con xin thưa kính trình lên cho bác cùng chư Phật tử hiểu biết. Còn bác nói đạo đó, bác Cường có nói là đạo Việt Nam mình là đạo ông bà. Thật sự ra con xin chia sẻ với bác Cường, đạo nho là cho gia đình. Đạo nho, tại vì hồi xưa Việt Nam mình đạo nho là cho gia đình, nhưng mà đạo Khổng cho đất nước, đạo Lão là tu tiên, đạo Phật mới giải thoát. Vậy đó, nó có từng lớp, từng cái level nó khác nhau. Bởi vậy nên chúng con theo đạo Phật và mặc y áo này là như vậy đó. Con kính trình lên cho bác Cường cùng toàn thể chư Phật tử đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bác muốn hỏi câu gì thì con sẽ trả lời câu nấy. Tôi thấy đời xưa là trong chùa trước là người ta mặc áo màu nâu. Đúng rồi, áo nâu sồng. Vâng. Dạ thưa bác Cường, con sẽ nói chính rất là chính xác luôn. Màu nâu á, quý vị ơi, quý vị có biết màu nâu không? Hồi xưa bên Trung Hoa hay bên Việt Nam mặc áo nâu sồng là màu nâu hay là màu xám, là tại vì á, hồi xưa đó mà quý vị mặc màu vàng á là bị chém đầu liền. Màu vàng là cho vua chúa. Màu vàng quý vị xăm mình thôi, xăm con rồng là bị chặt đầu luôn. Quý vị xăm con cắt kè hay là con rắn mối thì được, mà quý vị xăm con rồng là bị giết liền á. Là tại vua mới xăm con rồng, vua mới mặc áo vàng, quý vị mặc áo vàng là chết liền. Hoàng bào mà là hoàng, màu vàng là chỉ có vua, con rồng là chỉ ra vua. Bây giờ đó là gì đó, đó bởi vậy nên quý hồi ngày xưa không dám mặc, bởi vậy mặc áo màu đen, màu nâu, màu xám, màu cam, ấy, màu nào cũng được, nhưng mà màu vàng là tuyệt đối không có, mà chỉ có người tu mới mặc áo màu vàng. Vàng là tượng trưng cho sự trí tuệ. Xanh, màu xanh nè, quý vị phải hiểu, quý vị phải biết cho rõ. Đây nè, màu xanh là thiền định, xanh là meditation nghĩa là thiền định, vàng là wisdom nghĩa là trí tuệ. Cam là đó là devotion nghĩa là tinh tấn. Trắng là PDD nghĩa là thanh tịnh. Cam là compassion nghĩa là từ bi. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó là lá cờ Phật giáo. Xanh nghĩa là thiền định, vàng nghĩa là trí tuệ, đỏ nghĩa là tinh tấn, trắng nghĩa là thanh tịnh, còn cam nghĩa là từ bi. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam đó là lá cờ Phật giáo ngày 25 tháng 5 năm 1950 tại Colombo Tích Đàn thống nhất cả thế giới. Đó là màu lá cờ này. Đó quý vị phải hiểu rõ tại sao cái màu sắc nó như vậy. Bác Cường nói đạo đó, đạo nho là, lặp lại một lần nữa, đạo nho là cho gia đình, đạo lão, đạo khổng là cho đất nước, đạo lão là tu tiên, đạo Phật mới giải thoát. Vậy đó, đạo Phật, bởi vì sư theo đạo Phật là như vậy. Rồi mặc áo bá nạp A Tăng và Lê Y, áo này nói là một lần nữa là ngày xưa rất là khổ, phải giá từng mảnh y, lụm miếng vải nào là ráp vô miếng vải nấy rồi mặc vậy đó quý vị. Đó chứ không phải là bây giờ sướng được như bây giờ đâu quý vị ơi. Dạ dạ mô Phật bác dạ. Bác, tôi nói trước khi mà nói về các cái quý vị tu ở trong chùa mới gì đó thì người ta nói thì là cái lúc bây giờ được các cái chất nhuộm nhất là chưa có, thì người ta chỉ có nó có cái trái gì đó. Đúng rồi, cái trái dạ
mới giã ra để mà nhổ. Đúng rồi, trái trái đó rồi trái hồi xưa người ta gọi là trái bằng trái ở ngoài Huế nó có trái bình quân, trái mấy trái đó nó dầm ra rồi nó làm cái màu sắc. Vâng. Nó làm cái màu sắc đó rồi nó mà cái màu nâu. Vâng. Cái mà dạ thưa bác là cái màu nâu quý vị ơi, cái màu nâu là nó phối hợp lại nhiều màu nó trộn lẫn lộn lại thành cái màu nâu. Đó là như vậy đó. Vâng, tôi thì tôi thấy thì là cái màu nâu thì kiểu cảm người Việt Nam ra nó có cái củ gì đó cảm nó đem ra và dạ nó giã ra để nó nhuộm cái áo màu nâu. Thành ra hồi đó nó các cái áo màu xanh đỏ với gì đó ấu á, họ không có kỹ thuật để mà nhuộm, chỉ có nhuộm cái màu nâu mà. Rồi hồi nãy bác Cường có hỏi Khải là muốn biết về thân thế của thầy tí xíu, thầy có thể nói sơ qua cho bác Cường cũng như những cái người mà mới xem chương trình này á, biết sơ về thầy, tức là trường phái phải không ạ, xuất thân trường phái hoặc là cái hướng đi của thầy, mời thầy ạ. Có đây có máy đây rồi, thầy cứ tự nhiên thầy nói đi không sao. Con kính thưa bác Cường. Dạ con kính thưa quý khán giả của Việt Youth Media Khải Đào TV. Dạ Khải Đào TV quý vị. Dạ con kính thưa quý khán giả, con là Du Tăng Thích Minh Tánh. Yeah. là ngu đệ tử của cố đại lão hòa thượng pháp chủ tăng thống giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới Tam Tổ Thích Giác Nhiên, đó là sư phụ của con, đó là Tam Tổ Thích Giác Nhiên là sư phụ của con đã qua đời rồi. Dạ đó, đã qua đời mấy năm nay rồi, sư phụ cũng của con cũng thọ đến cả trăm tuổi đó. Dạ cả trăm á, ngài cũng là coi như là đại thọ thượng thọ đó quý vị. Dạ còn tổ sư là Nam Mô Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát, Nam Mô Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát, Nam Mô Tổ Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam Mô Sư Phụ Giác Nhiên Bồ Tát. Đó là cái gốc của con đó. Con người cái cây nó còn phải có cái gốc, nước phải có nguồn, thì đó con từ cái giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới mà mới có ngày hôm nay. Ồ có đeo cái gì không? Dạ được, thầy nói cái nó vô đại dương rồi. Vậy hả? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là cái trường phái của con là như vậy. Con không có theo Nam Tông, Bắc Tông, Đông Tông hay là Tây Tông. Dạ chúng con theo coi như là Phật Tông. Dạ chúng con theo Phật đó, chúng con theo Phật, không theo Nam Tông, Bắc Tông, Đông Tông, Tây Tông, theo Phật Tông, không có theo Đại Thừa, Tiểu Thừa, chúng con theo coi như là Phật Thừa. Vậy đó, chúng con không có tu theo mà, vậy đó, là, đó, chúng con không bao giờ tu theo hột lụ, chúng con tu theo trái lụ, vậy đó, đó là như vậy. Đó, con thì cũng nói sơ, bác Cường hỏi thì con cũng nói, tại con nói bao nhiêu năm rồi. Con là Du Tăng Thích Minh Tánh, 41 năm về trước đó, vợ con 18, con 20, vợ con 20, con 22, thì con có hai đứa con quý vị ơi, đi vượt biển, vợ con bị hãm hiếp giết chết trên biển, con mới đi tu, là 41 năm về trước rồi, con mới đi tu, cái biến cố đó, vượt biên mà, quý vị, vượt biên, tị nạn cộng sản mà, đó, vượt biên, rồi đó, rồi ai đi hồi đó vào thời đó, trong giấy tờ nó đều là tị nạn cộng sản nó mới cho qua Mỹ vậy đó. Rồi xong rồi đó thì đó cái biến cố đó thì con mới đi tu đó. Thì mấy chục năm nay con là missionary, tiếng Mỹ nó gọi là international traveling missionary Buddhist monk. Con đi khắp các nơi trên thế giới hết, từ Việt Nam qua Campuchia, từ Campuchia qua Thái Lan, từ Thái Lan qua Philippines, từ Philippines qua Tokyo, từ Tokyo qua Hồng Kông, qua Australia, Germany, France, Canada, con đi từ Nam phía Bắc, từ Đông sang Tây nước Mỹ. Đấy là Du Tăng đấy. Cái dạ, đấy. Từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, con đi khắp các nơi trên thế giới hết. Đó là như vậy, bởi vì nên con nói cho bác biết vậy đó, con là Du Tăng. Dạ, là Du Tăng là không phải là du hí, du thực, hay là đó, du đây là coi như là du là đi. Người Du Tăng nó có một bài kệ, nhất bác thiên gia phàn, cô thân dạng lý du, trì vi sanh tử sự, giáo hóa độ xuân thu, nghĩa là bình bát cơm ngàn nhà,
thân đi muôn dặm xa, chỉ vì chuyện sanh tử giáo hóa độ người qua, đi đây đi đó mà để hoằng pháp lợi sanh, hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh, gọi là du tăng. Nhưng mà nó ngược lại là du tăng khất sĩ, còn ngược lại xin lỗi bác, ngược làm ngược lại lời Phật dạy, đó là khất cái. Khất cái là đi xin, đi kiếm tiền là sai. Người tu không có đi kiếm tiền, kiếm tiền không phải người tu. Người tu đi khất khất sĩ chứ không phải khất cái, vậy đó. Nếu vậy để sẵn ca Khải tiếp lời bác Cường, ca hỏi sư luôn sẵn mấy vụ gần đây. Dạ. Là chắc thầy có nghe cái vụ chùa Ba Vàng đúng không ạ? Có. Rồi có nếu vậy mời thầy cho ý kiến là nếu mà một cái chùa mà có những cái thùng cúng dường mà một tháng kiếm được mấy tỷ như vậy thì làm sao? Ồ, cái chùa đó là của đảng. Dạ. Của đảng Cộng sản Việt Nam, cái giáo hội Phật giáo của Việt Nam đó, đảng Cộng sản của gọi Việt là Nam quốc doanh đó, ở bên đây gọi là quốc doanh. Thầy đó. Chùa đó có thầy tu đó có bốn phẩm. Thầy tu có bốn phẩm, quý vị nghe cho rõ, phân biệt cho rõ ràng. Từ bi phải có trí tuệ, từ bi mà không có trí tuệ đó là si mê, có trí tuệ mà không có từ bi đó là ác đạo. Từ bi trí tuệ mới đi đến chỗ giải thoát. Tăng có bốn phẩm tăng, thứ nhất là thắng đạo sa môn, thứ hai là thuyết đạo sa môn, thứ ba là hoạt đạo sa môn, thứ tư là ô đạo sa môn. Thứ nhất là thánh tăng thì người thường khó mà gặp được, thứ hai là thiện lành chánh chân tăng cao tăng cũng khó mà gặp được, thứ ba là phàm tăng. Nhưng mà thưa bác, thứ tư là tà sư ác tăng, quốc danh tăng, mấy ông thầy chùa lửa, theo mấy ông đó là xuống địa ngục. Đó, mình phải từ bi, phải có trí tuệ là chỗ đó đó, Khải Đạo ơi. Từ bi mà không có trí tuệ đó là si mê, có trí tuệ mà không có từ bi đó là ác đạo. Từ bi trí tuệ, compassion, wisdom, both combine together, to awakening, to understanding, to enlightenment, to nirvana. Từ bi trí tuệ mới đi đến chỗ giải thoát. Khải có xem trên mạng xã hội cách đây 1-2 năm mấy tháng có lưu truyền cái hình ảnh ông, không biết là ông tên gì Khải cũng quên rồi, nói chung là trụ trì chùa Ba Vàng đó. Thì thấy tướng tá ông cũng ngon lành, trắng trẻo hơn thầy, đúng không ạ? Mặc quần đúng áo rồi. Sạch sẽ, gọi là nhìn thấy có vẻ gì đó, quần đáng áo rất là tươm tất. À, mà, dạ. Nhưng mà khi mà ông ta đi để mà thấy có chiếu một cái lễ hội gì đó bác, mà ông ta cầm cái bình bát để gọi là đi khất thực á, nhưng mà khất thực trong đó toàn là chắc không à, toàn là chi phiếu không à, thì thầy nghĩ sao về cái vấn đề đó? Bởi vậy người tu, bởi vậy đó, cái khất cái nó khác với khất sĩ. Khất sĩ là người tu á, là khất đi bát á, hồi xưa đó là đi bát sớt bát á, đi bát là đi bát á, là cũng như là đi á, đi là phải đi, người tu á mà ngó láo liên láo lịa là không phải đi bát. Đi bát là người ta cầm cái bình bát rồi người ta nhìn xuống sống mũi nè, rồi nhìn xuống đất nè, không có nhìn ai hết, rồi đi từng bước ai cho cái gì lấy cái nấy. Vậy đó, bây giờ đó bỏ đồ ăn vô nó không chịu, bỏ tiền vô nó mới chịu, bỏ trách vô nó mới chịu, bỏ coi như ngân lượng nó mới chịu. Còn bỏ... Bác Cường có theo dõi mấy cái chuyện đó mà bác nghĩ sao cái về đó... bây giờ là dạ, Việt Nam có những chùa thầy bác thấy trên phim không, lớn như trong phim vậy phải không ạ? Mấy đúng cái rồi. Chùa bây giờ rất là gọi là hoành tráng, to đẹp như trong phim. Dạ. Thì bác nghĩ sao về cái mà thầy Minh Tánh nói là Phật giáo quốc doanh và những cái chùa lớn như vậy? Tôi nghe được này, cái chữ quốc doanh là tôi đã dị ứng quá rồi. Tôi thấy thì là cái nhà cầm quyền thì họ phải ban phát cái này cái kia. Tôi nhớ cái thời của tôi đó là hồi mà ông Ngô Đình Diệm về chấp chánh rồi thì là gọi là người của Vatican, ông ấy là người mà được bảo đại cử về để cho nó có cái gốc gác của triều Nguyễn. Thế nhưng mà ông ấy về thì ông ấy kỳ thị tôn giáo, không phải là kỳ thị nhưng mà cái bọn tà lọt, bọn đàn em nó theo. Cái hồi đó tôi ở Việt Nam chẳng hạn, khi mà anh muốn lên từ trung tá trở lên đó thì người ta không có đòi hỏi gì cả. Thế nhưng mà tự dưng là cái bọn này nó xin cải đạo, nó xin trở về đạo. Mà cái chữ cải đạo rồi trở về đó, cái chữ trở về tôi thấy nó hỗn láo à. Tại sao lại là trở về? Cái hồi đó mà cũng cái biến cố đó mới xảy ra mà mất nước á, xảy ra mà coi như là Việt Cộng nó tràn vô, nó mới lợi dụng vào cái tôn giáo đó đó để nó có phá hại là chỗ đó. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó nó mấy chục năm rồi, nó đã qua.
nó đã qua rồi, nó đã qua. Mà thật sự ra mình nhắc lại thì những cái biến cố nó rất là đau buồn quý vị ơi, nhưng mà cái thời thế thế thời nó phải thế. Bởi vì cái nhiều người vì cơm áo gạo tiền, vì danh lợi tài sắc nên bán rẻ lương tâm bất chấp thủ đoạn. Nhưng mà thưa thầy, cho phép Khải nói leo vô là tại sao mà Khải đồng ý với thầy mà mình dám gọi là chụp mũ hoặc là kết luận họ là sư quốc doanh là như vậy. Thầy còn nhớ cách đây khoảng 1-2 năm là cái ông thầy chủ trì chùa Ba Vàng đó, ông mới hình như lên án ông thầy Thích Nhật Từ, đúng không ạ? Tức là chê ông Thích Nhật Từ cái gì đó, hình như là nói là cũng sao mà đi tu mà còn đi gây lộn với đàn bà hay là gì đó, thầy không nhớ. Thì cái ông thầy Thích Nhật Từ cũng đập lại, nói là mày là cái thứ mà là đi cán bộ đang làm kỹ sư, đang đi kiếm tiền làm kinh tế, đúng không ạ? Rồi hồi đó còn đi gọi là gì đó, thụ huấn mấy cái lớp ngồi nghe tao giảng. Ý nói là ông này không thực sự là thầy tu, mà chỉ là như bác nói là mới bắt đầu khoác áo vô rồi ấy thôi, bày đặt rồi nói là cái cách mà như nãy Khải nói là điều hành cái chùa rồi đi khất thực cái kiểu như vậy là láo lếu, không đúng cái là quy định của giáo hội. Thì cái ông thầy mà hồi đầu là đang gọi là chủ trì chùa Ba Vàng á, bị lên án tùm lum, tức là hai ông thầy đấu với nhau, không biết thầy còn nhớ không ạ? Mà ông Nhật Từ ổng là chính thống, ổng là trưởng ban cái gì trong giáo hội quốc doanh đó bác. Tức là ông Thích Nhật Từ ổng có chức phận cao lắm, ổng mới gọi là lên án cái ông này. Thì ông này hình như có một thời gian là gần như là bị cho về vườn á, nhưng mà sau đó tức là coi như bị đuổi á, nhưng mà cuối cùng rồi cái gọi là nó gọi là cái gì, đảng ủy hay là tỉnh ủy gì của cái tỉnh đó đó, Bắc Ninh hay là ủy viên trung ương á, mới bổ nhiệm cho ổng về, gọi là cho ổng là điều hành cái chùa này, chứ ổng không phải là do Phật giáo và là đưa ổng lên, có phải không ạ? Bởi vậy mới nói là giáo sư quốc doanh là như vậy, thưa bác. Có nghĩa là ông này ổng được đảng ủy bổ nhiệm cơ cấu giao cho ổng điều hành cái chùa Ba Vàng, chứ không phải là ở trong cái Phật giáo, mà trong nội bộ Phật giáo mà đưa ổng lên, có phải vậy không ạ? Dạ thưa con, thưa bác, là thưa kính thưa quý đồng bào, là thật sự ra ở Việt Nam đó, cũng nói thiệt nha, mà không có cái chùa mà không có theo giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh đó thì không có thể nào mở chùa làm ăn gì được hết, và nó sẽ đập banh tiêu luôn. Vậy đó, phải theo nó là theo cái coi như là theo cái giáo hội đó, giáo hội của Cộng sản Việt Nam thì mới được. Còn nó có nhiều giáo hội tăng già khất sĩ thế giới, giáo hội coi như là giáo hội thống nhất đó, nó có nhiều giáo hội lắm với những chùa điều ngự rồi này kia đó. Đúng rồi, đó là những cái giáo hội mà thế giới chân chánh, cũng như nó Việt Nam nó gọi là bị giống như là đối lập ấy, vậy đó. Bởi vậy nên nó trù quến, nó dìm vậy đó. Bởi vậy nên cũng khó mà tu lắm. Tự do tôn giáo là chỗ đó đó, mà không có đó, vì không có tự do tôn giáo nên người ta mới trốn chạy, người ta mới bỏ nước ra đi, là như vậy đó. Bởi vì nó phải có những cái biến cố nó mới xảy ra vậy đó. Bởi vậy mà tu hành, bởi vậy tu cũng khó lắm. Tu bởi vậy tu mà có ban, có bệ, có bè, có phái, tu mà có đảng vậy đó. Có đảng thầy chùa mà cũng vào đảng đó nha. Thầy chùa mà không vào đảng thì khó mà thầy chùa mà tu nổi lắm. Xin lỗi thầy. Dạ. Tôi có cái kẹp, tôi ở lại Việt Nam mà họ không có kỳ thị như vậy, không có phải là xin vào đảng dễ đâu. Không ạ. Dạ. Đương nhiên nó phải thanh lọc chứ. Nó phải thanh lọc. Thành ra cái là có cái giai đoạn ngay đi, mấy thằng thanh niên thanh điếc cờ đỏ cờ điếc nào mà thì nó cũng phải có những giai đoạn thử thách thử điếc là đúng rồi, đâu có phải đoàn, thì là đoàn thanh niên làm sáng đâu này. Có phải rằng thì là chuột mũ nó rằng thì là thằng này là tỉnh ủy mới là gì đó, vào đảng Cộng sản Việt Nam khó lắm. Đúng rồi, vâng ạ. Thì nó phải chọn lọc chứ. Không, tôi nhớ cái thằng Vũ Công Lý cái hồi mà tôi ngồi cũng ở khóa Sang Đô Rê, ngồi cùng với lại luật sư Đinh Viết Tứ đó, thì cái ông luật sư này đó cũng là ở Việt Nam đời xưa thì ông ấy cũng ở trường luật rồi thì là nhưng mà ông ấy gần như là ông ấy gia nhập cái hội trí thức yêu nước, coi như là cộng sản đấy, coi như thân cộng, thì
thằng Vũ Công Lý là cái thằng nó cũng láo xạo lắm, nó là đàn anh của vô kỷ vô kiết đấy, nó giỏi lắm, nó giỏi về computer lắm, thì nó cứ đi vòng vòng, tôi ngồi với anh Đinh Viết Tứ thì nó cứ nói rằng thì là giặc từ Bắc vô đây, bàn tay giấy máu đồng bào, nó cứ đi hai ba lần đó, thế thì nó quậy nó muốn ấy, thế thì tôi mới tôi nghe đó tôi cũng bảo này ông ấy, này cậu ấy, vào Đảng Cộng sản Việt Nam khó lắm, cao ạ, những cái thứ Phan Kỳ Nhân mấy gì ở đây mà gọi là chống cộng sản và tay sai đó, thì đây là một cái chuyện nhầm lẫn láo liếu, thành ra thằng Vũ Công Lý tôi bảo cậu mà nói là giặc từ Bắc vô đây mới về là cậu chuộc cho tôi cái mũ đó, tôi chưa xứng đáng được là cái người mà theo cộng sản đâu, phải không ạ? Chứ đừng có nói rằng thì là như là cái ông Phan Kỳ Nhân mới gì đó là chống cộng sản và tay sai đó. Thì bốn mươi mấy năm qua tới bây giờ thì tôi thấy là những người đó đi vào bóng tối hết cả rồi, phải không ạ? Mà nay cái mà tượng đài Đức Thánh Trần này thì cái anh tàu đó là cái anh ông Vân đó, ông Vân Bang gì đó, Bang, thì ông ấy là ông ấy cho một cái căn ở đó rồi thì là làm cái Đức Thánh Trần mà đứng ở trên con đường Buôn Sa này mà chỉ xuống xuống đường đó thì vâng thưa bác, để cháu chen vô như vậy để sẵn mời để mà gọi là không phải không biết binh ai chống ai, nhưng mà Khải sẽ đưa ra đây là cái thuyết của Khải. Khải thấy chưa có ít trước đối với Khải chưa có nghe ai nêu ra. Thì để trả lời câu hỏi của bác Cường, cháu đồng ý là nếu mà nói là cái chùa Ba Vàng mà nói là cái ông mà chủ trì chùa Ba Vàng là đảng viên thì cháu với thầy không có nói như vậy, nhưng mà nói là đảng ủy tức là tỉnh ủy người ta cơ cấu giao cho ông chủ trì là sao thưa bác? Việt Nam nó gọi là cái từ sân sâu đó, sân sâu có nghĩa là gì? Tao giao cho mày về chủ trì, mày kiếm một tháng mấy tỷ đúng không ạ, để mà là lúc đó đảng với mấy ông sếp mới có tiền, nó gọi là sân sau, tức là ông này là cái người đi kiếm tiền cho mấy ông sếp, mấy ông đảng ủy, mấy ông cán bộ cấp cao. Thì thưa bác, cái mà cháu muốn nói như vậy là tại sao nó là kiếm tiền? Việt Nam gần đây nó có những cái chiêu trò gì thế này, xin sao giải hạn đúng không ạ, ấn gì á, ấn nhà Trần cái gì á, cháu thấy mỗi lần lễ lại xếp hàng dài dần dặt và một đêm như vậy họ kiếm hàng trăm tỷ đồng Việt Nam. Là những cái đó, thứ nhất chút nữa Khải mời thầy trả lời là Phật giáo truyền thống có những cái chuyện đó hay không, hay là cái đó là nó về dân gian truyền thống. Thứ hai thưa bác, tại sao xin vô chùa xin cái gì cũng được? Là đơn giản cháu nhìn ở góc độ là hai mang ba mang về gián điệp, về nội gián, về vấn đề chính trị là như vậy thưa bác. Đã gọi là xin sau, cháu nói giả dụ nha, giả dụ cái chùa Ba Vàng là do ông Nguyễn Phú Trọng hay là ông nào đó tương đương cỡ tứ trụ triều đình đúng không ạ, ổng là cái người gọi là đứng đằng sau, ổng nó gọi là phủ rèm để mà nhíp chánh mà bác, ổng đằng sau ổng ngồi, thì cái thằng nào vô cúng mấy chục ký vàng xin cái gì thì ổng ngồi đằng sau ổng nghe chứ, có nghĩa là cúng dường cầu thầy khấn Phật xin chùa Ba Vàng. Nhưng mà thật sự đằng sau đó là những ông trong tứ trụ triều đình, trong bộ chính trị, họ đứng đằng sau, có phải vậy không thầy? Bởi vậy mỗi lần mà tại sao có những thời gian chùa nó mọc lên như nấm mà coi như là người ta đứng xin cúng cầu gì tùm lum hết, mà sẵn sàng là đóng cúng dường hàng tỷ 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 đồng Việt Nam. Tại vì xin là được, tại vì nó đơn giản là một hình thức là gì bác? Cháu không biết dùng từ rửa tiền đúng hay không, nhưng mà đó là cửa sau. Thay vì đến nhà ổng đưa quà cho vợ ổng, tặng quà cho con ổng, đợi đám cưới, đến gọi là dân lễ vật rồi này kia, thì có bây giờ vô chùa một hình thức là gián tiếp là hối lộ, có phải vậy không thầy? Đó là cái thuyết của Khải. Con xin bác con trả lời cái này nha. Dạ, chính xin trả lời cho anh Khải Đào cùng chư khán giả là thật sự ra mà nói á, là mở chùa mà lớn khổng lồ coi như là bạc trăm triệu tỷ gì đó, tỷ 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 gì đó ở bên Việt Nam á, mà không biết cái giá trị tỷ tiền tỷ bên Việt Nam với tiền đô mình là bao nhiêu,
mình không biết, nhưng mà cái hành vi hành động đó nó xây chùa lớn khủng khủng khiếp khủng mấy trăm triệu đô la đó. Ừ thì đó là cái rửa tiền. Dạ. Đó là cái rửa tiền. Nếu mà không có những nhân vật cỡ bộ chính trị làm sao mà làm được phải không ạ? Không có làm được. Nói thật sự là cái điều coi như là điều hành là do đảng ủy hết vậy đó. Thật sự ra những chùa lớn ở Việt Nam đó là đều như vậy á, sư á cũng như một cái chùa đó đều có gián điệp, đều có coi như là coi như là cán bộ ban tuyên giáo đồ này kia bắt đầu mặt trận tổ quốc, ủy viên trung ương. Dạ. Của, nó phải kiểm soát chứ. Dạ. Nó kiểm soát hết, nó kiểm soát hết. Thế nhưng mà một cái sự kiện mà nói chuyện mình biết quá bao rõ nhiêu rồi. Người cho tiền, bao nhiêu người cho tiền, cái điều đó chứng tỏ rằng thì là nó hấp dẫn. Nó được việc bác, nhưng mà cháu giải thích với thầy đúng không ạ? Nó được việc không phải là vấn đề tâm linh, không phải là Phật trời phù hộ, mà là tại vì giống như cháu vô, cháu cúng cho ông thầy chủ trì ba vàng một tỷ đồng, cháu xin cái chức gì đó, thì ngày hôm sau tự nhiên cháu được nhận cái chức đó, không phải là Phật coi như độ cho cháu, mà tại vì ông này ông đó đem đến ông chia cho cái sư phụ của ông. Cái người mà đó là cái cơ chế nó như vậy thôi bác. Cái người mà người ta tới người ta xin đó là quần chúng nghèo đói tới xin giết, xin cái này giải hạn là cho con tôi, cho vợ tôi giờ này nó đau yếu đâu biết là chứ làm gì mà có. Không bác, thầy có phải là xem hình đó bác, những ngày lễ như vậy xe hơi bảng số xanh, tức là cán bộ cấp cao đến nườm nượp xếp hàng dài dằng dặc, chứ còn cái dân chúng cháu không nói đúng không ạ? Dân chúng thì người ta u mê là, người ta đấy mới là cái sự thức tỉnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó chán đảng quá rồi. Nó cầm cái lý thuyết mắc lê mới lại gì đó cầm đây là tiếng nói của nhân dân, chúng tôi tin những người này. Anh vào đây này, mình thấy rằng thì là ở chỗ này là nó có cái sóc xin xăm. Dạ. Thì là có một ông thầy nói là cái số này là thế này thế kia đó. Thì quần chúng họ tới lúc mà vận hạn tới thuốc tây không trị nổi nữa, mà bây giờ ung thư tới này đó thì là cuối cùng phải xin sao giải hạn, rồi thì là kể cả đi vào chùa uống tàn hương nước thải, phải không ạ? Thưa bác, nếu vậy sẵn cháu sổ bài luôn, thầy một cái thuyết âm mưu của cháu sẵn cháu hỏi thầy luôn. Là cái này cháu có nói một vài lần trên mạng nhưng mà chắc ít người biết để ý nghe, là thầy còn nhớ những cái nó gọi là những Việt Nam gọi là những cái nhà gì cảm, ngoại cảm, nhà ngoại cảm. Dạ, những nhà ngoại cảm, nhất là cái hồi đó nổi tiếng là gì hằng gì đó, phan gì hằng đó đúng không ạ? Là cái gì bác nhớ không, là cứ đến nhà ngoại cảm đến đưa tiền cho cố, là cố chỉ cho cái phần mộ cốt mộ của thương binh liệt sĩ hồi xưa người nhà của mình. Cái trò này kết đối với cháu nhìn ở cái góc độ gián điệp chính phủ là nó như vậy thưa thầy. Có nghĩa là như là hồi xưa khi mà trong chiến tranh bao nhiêu những cái liệt sĩ thật sự là cái, những cái gọi là cán bộ, những cái nó gọi là thủ trưởng, anh biết hết chứ, anh biết là trong cái trận chiến đó bao nhiêu người hy sinh, sẽ có bao nhiêu cái hài cốt còn nằm rải rác trong cái khu đó, anh phải ghi lại hết đúng không ạ? Tài liệu là những cái gì, những cái sĩ quan nắm hết, và chắc chắn là về đảng ủy nội bộ cục an ninh người ta nắm hết. Nhưng mà thưa thầy, nếu mà bây giờ nghèo, mà nhất là anh ích kỷ, anh lo xây biệt phủ, anh lo cho con đi du học, anh đâu có tự nhiên bỏ tiền ra đi thu lượm hài cốt đi xây nghĩa trang cho đồng đội của anh. Anh biết nhưng mà anh để đó thôi. Nhưng mà cái chiêu này rất là hay thưa thầy. Cái chiêu này là một đá hai chim, là dùng tiền của mày để tự lo cho mày mà là lo cho tao luôn. Có nghĩa là sao? Anh đẻ ra một cái thằng ngoại cảm, một cái con ngoại cảm, đúng không ạ? Nó làm thử vài lần thôi, nó giả vờ nó cho cò mồi, nó nói ê, có phải hồi xưa anh già nhà anh có ông chú đi bộ đội chết ở Quảng Trị không? Bây giờ tìm mấy chục năm nay không tìm ra hài cốt đúng không? Tôi có cô này có được thần nhập đồ này kia. Thì thật sự nó nắm tài liệu trong tay nó hết mà. Bây giờ nó rót rị ra được vài cái ca đầu đúng không ạ? Đến đào lên đúng có thiệt. Nhiều khi có luôn cái số thẻ bài luôn, có giấy tờ chứng minh luôn. Có nghĩa là sao? Thay vì đảng phải bỏ tiền ra đi thu lượm hài cốt, đi xây dựng nghĩa trang, xây dựng cho mộ liệt sĩ,
thì chơi cái trò làm sao giả vờ đẻ ra cái đám ngoại cảm để nó đi chỉ cho người nhà, người nhà tự bỏ tiền túi đi đào lấy thu hài cốt của người nhà mình về, rồi lại còn trả tiền cho cái đám ngoại cảm này, đám ngoại cảm này nó phải chi ngược lại cho đảng. Cái đó là cái thuyết của Khải, thì thầy nghĩ sao? Là cái bất cứ chuyện gì trên thế gian này, dạ thưa bác, bất cứ chuyện gì trên thế gian này nó cũng là có thật hết. Bây giờ cái tiếng Mỹ nó gọi là superstition, nó gọi là fanatic, mê tín dị đoan và cuồng tín. Vậy đó, bây giờ mình nói thôi, xong nói ra nha. Nói ở ngoài cái nghĩa trang là Big Family nè. Dạ. Bữa đó con có đi. Dạ đó con đi. Đi thì cái có một gia đình kia họ cúng á, họ đốt vàng mã đó. Họ một thùng phi là người hầu nè, rồi xe cổ nè, rồi nhà các nhà lâu nè, xe hơi nè, đủ thứ người hầu mà họ đốt cả 5-6-7 ngàn nè. Đó, vào tại vì họ không biết họ đốt vàng mã, họ đốt gì đó, họ đốt còn họ ngu không, họ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình lên thiên đàng mà họ gửi xuống địa ngục cho ông bà cha mẹ mình xài. Cái đó là cái sự mê tín dị đoan. Hồi vào đời Hồng Tú Toàn, vào đời bà Từ Hy Thái Hậu, vào đời Hồng Tú Toàn ở bên Trung Hoa đó, khi mà nó chiếm Nam Kinh, nó có hàng tỷ tấn giấy chùi đích, hàng tỷ tấn giấy chùi đích, nó không biết làm sao nó mới cắt là xanh vàng đỏ trắng dài ngắn vuông tròn, rồi nó in, nó ấn, rồi nó phết mạ vàng đồ, nó bán qua Việt Nam của mình, rồi các nước nó bán qua để giờ là nó vẽ nó lấy, là cái trò đó, nó lấy cái chùi giấy chùi đích của nó mà nó bán cho mình, tại vì mình ngu rồi mình cầu nguyện cho ông bà mình lên thiên đàng cực lạc mà mình đốt giấy vàng bạc gửi xuống cho ông bà mình xài, có phải ngu không quý vị? Đó quá ngu luôn. Đó quá ngu luôn mà người ta là cái phong trào, rồi nó hưởng ứng, rồi nó mê tín dị đoan. Đó còn chưa đâu, mấy chùa đó là nói là con ơi con có cúng sao chưa đó, cúng sao La Hầu, đàn ông thì sao La Hầu, đàn bà thì sao Kế Đồ, rồi con có cúng sao Chàng Hãn chưa, con cúng sao Sẹt chưa, cúng để nó lấy tiền đó, nó lừa gạt người, nó cái sự mà mê tín dị đoan nó lừa gạt, rồi đó là gì, thưa thầy, rồi nó làm. Tức là ít nhất giờ tạm thời để trước khi mời bác Cường phản biện đúng không ạ? Dạ. Thì ít nhất thầy nói như vậy cũng có nghĩa là gần như cũng gọi là cùng một cái ý giống như Khải, là có những cái chuyện tụi nó bịa ra, nó bịa để ra, nó làm những cái là kỹ nghệ kiếm tiền, để nó kiếm tiền. Dạ. Đó là business đó. Dạ. Coi như là buôn bán, coi như là nó mở chùa coi như nó làm business mà không cần bỏ vốn. Nếu vậy cháu mời bác là hồi xưa nó mượn đạo tạo đời. Dạ. Mượn chánh pháp để hành tà pháp. Cái đó là sư là người tu, sư biết rất là rõ, nói là chính xác, người tu không có có nói tầm bậy được. Dạ, ngoại ngữ ngoại ngôn. Cháu mời bác, nếu vậy như hồi bác trước khi có cộng sản mà thầy với cháu gọi là Phật giáo quốc doanh á, thì cái thời bác còn nhỏ là cái sinh hoạt đúng không ạ, ở Việt Nam mình cái thời đó Phật giáo Phật tử là có những cái chuyện như vậy nhiều như vậy không? Ngày xưa thì ít hơn. Dạ. Ngày xưa thì ít hơn, đúng. Mà nó đúng ở cái chỗ rằng thì là kinh qua hai cái cuộc chiến, và cái cuộc chiến về ý thức hệ đó. Dạ. Cái hồi xưa thì trước khi mà gì đó thì là mình dưới sự cai trị của người Pháp, thì người Pháp thì tất nhiên là nó là đạo Thiên Chúa, nó không có tin đạo Phật. Dạ, đúng. Không? Dạ đúng rồi. Thế rồi thì là tới thời nhốn nháo, tới thời ông Ngô Đình Diệm đó, thì ông ấy gọi là ông ấy cũng lại là một trong những các cái gọi là bênh vực Thiên Chúa giáo. Yeah. Bởi vì rằng ông ấy tin là Thiên Chúa giáo là một cái người ít nhất là có học, ít nhất là không có tin dị đoan, và còn các chùa chiền đó thì cộng sản nó lẻn vào nhiều lắm, và do đó mà ông nó phải làm cái chuyện thanh lọc. Thế thì thế nhưng mà tất nhiên là nó sẽ có những các cái chuyện mà oan ức, và ban nãy mà tôi đã nói là có những các cái gọi là cái những các cái chuyện mà cái bọn tà lọt, cái bọn nhóm lợi ích cò mồi. Vâng, nó có cái câu nó nói thì là với cảnh sát công an nó nói là còn đảng thì còn mình. Dạ. Không ạ? Cho nên là bây giờ là bàn tay sắt của nó là cứ thế là
nó đi nó bắt người, nó tra tấn và coi như rằng chỉ là nó nhìn các chùa chiền, nó cho rằng chỉ là đều bị nằm vùng hết. Đấy đây là cái từ bác hay dùng á, bác là từ xăng tăng, tức là theo cháu hiểu thầy với cháu đều đồng ý là Phật giáo quốc doanh bây giờ xăng tăng với đảng, có phải vậy không ạ? Dùng đạo để tạo đời. Đối với cháu là dùng sân sau để thứ nhất là về vấn đề tuyên truyền, về vấn đề nắm cái tâm lý quần chúng. Thứ hai nữa là kiếm tiền rất là dễ dàng. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Theo tôi đi dùng cải đạo cho dùng đạo để tạo đời đó. Dùng chánh pháp để hành tà pháp. Vâng. Chứ còn cái giữ sân tăng thì tôi thấy thì là nó quá thường đi. Thật sự ra cái bàn tay năm ngón cũng có năm hạng người. Đó, cũng có năm hạng người, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Dạ. Mình cũng không có thể quơ đũa cả nắm được. Dạ vâng. Tại vàng thao lẫn dạ. lộn. Cháu không dám lên án Phật dạ. giáo hoặc là tất đúng cả rồi. Những tăng ni Phật hay tử. Cháu chỉ nói những thành phần đội lốt. Chúa, dạ. Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng dạ. vậy. Bởi vậy nên dạ, ở đâu cũng có cả tốt người xấu, mình cũng không nên nói quơ đũa cả nắm, nhưng mà mình nói cái chung là cái chế độ và cái nó lợi dụng vào cái tôn giáo để dạ. để mà dễ dàng họ khai thác tiền, họ sử dụng khai thác sử dụng để làm chính trị dạ. dạ để coi như là để coi như theo dõi để coi dạ. như là thí dụ nha, cúng nó ghê gớm lắm bác ơi, nó kêu bác là bây giờ là cúng sao giải hạn, nó ghi tên ghi tuổi chỗ ăn chỗ ở đó. Nó biết hết, nó truy lùng rồi con cái nó truy lùng đó, cái đó là những cái hồ sơ dạ đó những cái, dạ nó để nó biết nó tra nó nắm dùng nó dùng cái đó để mà nó tra khảo tra dạ để mà coi như bởi vậy thầy mới nói nó là nó rõ. Có liên quan đến mặt trận tổ quốc, đến bộ an ninh, đến đúng ban rồi. Tuyên giáo đủ thứ ấy. Người dạ. ta không biết dạ. rồi nó biết rõ họ tên ở dạ. đâu, làm cái gì, nghề nghiệp như thế nào dạ. nó biết hết. Cái đó là cái cách mà tức là công an phường nó biết hết là việc gì mà đến nỗi do cái người này mà xin có những cái có những cái mình không có khai báo với vậy đó mình dạ. không có khai báo. Thời xưa cũng vậy đó bác, cháu nghĩ thời xưa là cũng có chính nhưng quyền nói Phật giáo thì nó khai báo là tại vì sự thật dạ. vậy đó. Phật pháp nó dạ. sẽ đem cái lòng chân thật thì vậy thưa đó. Thầy hồi xưa cũng vậy, giả dối được Thiên Chúa giáo lợi dụng vào cái chỗ đó. Công giáo hồi xưa cũng săn tăng với là những cái gọi là những cái chế độ phong kiến hồi xưa đó, thời bên Âu Châu nói là sư hồi dạ. sư lặp lại một lần nữa, tăng có bốn phẩm tăng dạ. thứ nhất là thắng đạo sa môn, thứ hai là thuyết đạo sa môn, thứ ba là hoạt đạo sa môn, thứ tư là ô đạo sa môn. Thứ nhất là thánh tăng thì người thường khó mà gặp được, thứ hai là thiện lành chánh chơn tăng cao tăng, thứ ba là phàm tăng, nhưng mà thứ tư là tà sư ác tăng quốc danh tăng đó là dạ như vâng. vậy đó. Nếu vậy Khải xin mình dạ mình xin chờ một dịp khác nói sâu dạ. hơn về vấn đề sư quốc danh, nói về chính trị bây đúng giờ phải. Trở lại có chuyện Phật giáo thôi đúng không dạ, đúng rồi. Hồi nãy thầy có nhắc đến Hồng Tú Toàn thì Khải là nhớ thêm một cái nhân vật khác là thần Tú đúng không dạ. ạ với dạ. Tổ Huệ Năng. Đúng rồi. Thì thứ nhất có người nói là Tổ Huệ Năng là gọi là gốc người Việt, nhưng mà nãy như Khải nói với Bắc Cường á, Việt đây có nghĩa là Việt là giống như là duyệt dành chứ không phải là người Việt Nam dạ. đúng không ạ. Thứ hai nữa là thầy có thể cho biết là có những người bây giờ người ta nói là thần Tú là cái người mà hồi đó là gần như muốn tranh giành hoặc là chống lại Tổ Huệ Năng đúng không ạ, và có cái trường phái là để mà sau này ra có những cái gọi là đạo thừa, đại thừa hay là tiểu thừa hay là về thiền tông đó, thầy có thể giải thích thêm về những cái Bồ Phật sư sẽ nói rõ ràng về vấn đề này dạ. thật sự ra đó dạ, người người ta phỉ người ví dụ dạ. người ta phỉ báng đó cũng như người ta phỉ báng là thần Tú đó dạ. Có nhiều người phỉ báng thần Tú là họ mang tội chết đó dạ. Lục Tổ Huệ Năng đó là Phật đó dạ. là từ tại sao Lục Tổ Huệ Năng là mình phải hiểu rõ là từ thời Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Phật Tổ mà dạ. Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là trên hết hết, là lớn hơn hết các Phật khác, là Phật Tổ mà, rồi mới truyền xuống cho Nhất Tổ là Mahakajip, coi như là truyền xuống ngày Mahakajip, rồi truyền xuống ngày A Nan, rồi truyền xuống ngày Mã Minh Long Thọ, rồi đến cái đời mà thứ 27 là Bồ Đề Đa La, ngày tới đời 28 là ngày Bồ Đề Đạt Ma,
rồi từ ngay từ từ Phật Tổ Thích Ca truyền xuống tới đời 28 là Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư là Ấn Độ là dứt bên bên Ấn Độ à. Rồi từ ngày coi như là tổ Bồ Đề Đạt Ma mới là nhất hoa thay khai ngũ diệp kết quả tự nhiên thành mới truyền sang Trung Hoa mới là coi như là nhất coi như là sơ tổ là Bồ Đề Đạt Ma, nhị tổ là Huệ Khả, tam tổ là Tăng Sáng, tứ tổ là Đạo Tín, ngũ tổ là Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng là đời hết đời là mới truyền sang Việt Nam mình đó. Ngày lục tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Ồ, Việt Nam luôn. Dạ, người Việt Nam. Ngày ở hồi đó nó gọi là Nam Mang Nam Di á. Dạ. Dạ đó. Bởi vì Trung Hoa nó kỳ thị nó gọi là như vậy đó. Ngày lục tổ Huệ Năng là người Nam, người Việt Nam của mình á. Tại hồi xưa Quảng Đông Quảng Tây là của mình. Dạ. Quảng Đông Quảng Tây người Việt luôn. Nên dạ. Coi như Quang Trung Nguyễn Huệ đó, đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ Bắc Tiến đó. Trời ơi, ngài còn sống là rồi tiêu luôn rồi đó, là người Trung Quốc tiêu á. Là nhưng mà cái vận nước Việt Nam mình nó như vậy. Bởi vì ngài Quang Trung là đại đế mà. Hồi xưa có đại đế coi như là Thành Cát Tư Hãn, đại đế Alexander, coi như là đại đế Napoleon. Nhưng mà ở Việt Nam mình nó có đại đế Quang Trung. Ở Việt Nam mình là có đại đế Quang Trung, là không có là một người kỳ tài trong thiên hạ, một người coi như vĩ nhân, một kỳ nhân trong thiên hạ. Nếu vậy thầy có thể nói rồi cái người lục tổ Huệ Năng đó là người Việt Nam chứ đó, chính xác là trong sử sách đó, tức là Việt Nam luôn chứ không phải nói là người Việt theo kiểu Quảng Đông Quảng Tây. Dạ không, tại vì ngày hồi xưa đó cái đất đai đó là thuộc về Việt Nam. Cái đó thầy hiểu, cái đó gọi chung là người Việt, cái đó gọi là người Việt, Bách Việt. Tại vì người Việt mình đó nó chiếm, người Tàu nó chiếm Quảng Đông Quảng Tây của mình. Dạ. Rồi đó ngày mới sống trong đó, là ngày mới coi như là sống trong cái vùng đất đó đó, nên ngày mới gọi là lĩnh Nam. Lĩnh Nam đó. Dạ. Hồi xưa mình là lĩnh Nam mà. Dạ. Đó là lĩnh Nam, bởi vì có nhiều văn lang rồi lĩnh Nam. Dạ. Rồi có nhiều cái tên nó khác nhau đó, hay là Âu Lạc hay gì đó, đó là những cái tên của người Việt Nam mình đó, vậy đó, chứ không phải là đó, cái sự thật nó là sự thật quý vị. Rồi đó, nhưng mà người Việt Nam mình rất là tài ba trong thiên hạ, nội cái binh pháp của Trần Hưng Đạo thôi, rồi Trung Hoa nó cũng lấy của mình đó, những cái binh pháp hay là những cái gì của nhân vật, người Việt Nam mình rất là anh hùng. Hồi xưa con ở bên Nhật á, là một người Nhật, con dám bảo đảm một người Nhật không bằng một người Việt Nam. Người Việt Nam rất là anh hùng, một người Nhật không bằng một người Việt Nam. Nhưng mà lạ lùng bác ơi, ba thằng Việt Nam không bằng một thằng Nhật. Mình càng đông là càng ngu, càng đông là mình không biết đoàn kết, mình không biết thương yêu, tranh giành nhau, mình tranh giành đoạt lợi, mình không biết và thương yêu. Đó là như vậy đó. Tại sao thằng Việt Nam nó ngu vậy thưa thầy? Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụp lại nên hòn núi cao. Nhưng mà tại một sao chiếc đũa dễ dàng nhưng mà cái thằng Việt Nam nó, tại vì mình nó hiểu, nó hiểu tại sao một cây làm chẳng nên non, tại sao nó ngu vậy? Bây giờ con sẽ nói cho bác nghe, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy khi đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không mẻ nổi bó tay. Đồng Âu ở Việt Nam nó cũng biết cái đó. Rồi bây giờ bác, cháu xin nói cho bác, tại vì mình không có cái liêm sĩ đạo, mình không có tinh thần võ sĩ đạo. Thằng nào là có liêm sĩ? Liêm sĩ đạo, bởi vì cái gì? Con chó đó, bác biết không, cái đàn chó nó chơi với nhau nè, mình quăng cục xương cái nó là đàn chó nó đang chơi với nhau vậy đó, mà khi mà quăng cục xương là nó cắn xé với nhau, đổ máu luôn, nó giết hại lẫn nhau luôn. Là vì cái gì? Vì cục xương. Còn mình giết người bị vì cái gì? Vì danh lợi tài sắc. Người giết người đó vì danh lợi tài sắc. Cái người Việt Nam mình á, từ tại vì cái dòng máu của người Việt Nam mình từ ngàn xưa tới nay, từ coi như là 5.000 năm nay dân hiến, là người Việt Nam mà. Con có đặt một bài thơ đó, coi như là Việt Nam 5.000 năm dân hiến, Việt Nam từ văn hóa đến văn minh, Việt Nam dòng giống tiên rồng, Việt Nam bất khuất anh hùng liệt quan. Người Việt Nam mình rất là anh hùng, mà rất mà khi mà có nội chiến á, thì rất là đoàn kết. Nhưng mà khi mà coi như là nếu mà không có đó là nồi da sáu thịt. Người Việt Nam mình cái bản tánh là gì? Nó không có đoàn kết, nó không có tinh thần võ sĩ đạo, không có tinh thần là liêm sĩ đạo. Nếu vậy bởi vậy chúng con
Bởi vì chúng con là người tu, chúng con phải truyền bá khắp các nơi để coi như là cho mọi người biết thương yêu lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau. Nếu vậy thưa thầy, bây giờ mình những nhà lãnh đạo của Việt Nam nó biết hết. Ông Ngô Đình Diệm biết, ông ấy biết chứ, ông Bảo Đại biết chứ, không ạ? Nhưng mà một số người, con thì không có nói nha, nhưng mà một số người trong sử sách nó cũng nói nữa là gia đình trị. Nó nói là gia đình trị là tại vì cái nó cả coi như là bởi vậy nên mới làm băng hoại cho đất nước là như vậy đó. Nó có phải có những cái biến cố mà cái đó là con không. Dạ vâng, thưa thầy với bác. Không có biết rõ. Dạ. Bác bây giờ cái giải thích của ông nó không khác gì là cả không, cái này không giải thích. Tát nước theo mưa, không ạ? Thưa thầy với bác, bây giờ như vậy mình coi như cái đoạn đầu mình nói về đạo rồi, mình nói về vấn đề chính trị trong nước Phật giáo quốc doanh rồi. Bây giờ cho phép cháu ngưng cái phần này, mai mốt mình sẽ nói tiếp cái phần mà đó. Bây giờ trở lại cái phần thầy với bác đang nói là người Việt mình không biết đoàn kết. Thì sẵn mình đang ở ngay khu Phước Lộc Thọ, đúng không ạ? Mà đằng ngay đằng sau mình, mà thầy nhớ lần trước mình có gặp nhau đó, là lúc đó thầy với Phú Sa TV Vũ Hoàng Lân cũng đứng ngay cái phần cháu không biết gọi là cái gì đây, cái biểu tượng này, đúng không ạ, để làm cái phông. Và cái chuyện này nó có liên quan đến cái sự kiện gần đây trong cộng đồng Việt Nam mình đó, kỳ đó đó Khải Đào cũng thấy rồi. Yeah. con lên coi như là coi như là lên chỗ City Hall. Yeah. Con có nói kính Chúa phải yêu người, quý vị không yêu người làm sao kính Chúa. Quý vị đó cũng như là quý vị còn kỳ thị, quý vị còn người hồi xưa đó, 40 năm về trước, có một đại ông đại tá Wilson, là chính ông đại tá Wilson đó nói với con nè, với đồng bào, nói nè, trời ơi mà nó người Mỹ mà nó nói bằng tiếng Việt, nó nói tụi mày không thương tụi mày, làm sao tao thương tụi mày. Vậy đó, người Việt mình nó lạ lắm, ba cái tiệm nail thôi là phá giá rồi. Người Việt Nam mình ba cái tiệm nail là phá giá. Bây giờ cho phép Khải nói thẳng cụ thể luôn, tức là cái nhân vật đó có liên quan đến cái bản chữ mà Khải mới quay đó, là cái khu xây dựng cái bản số, quý vị thấy là cái biểu tượng 1975 nè. Thì ông Ngô Đình Lượng và ông Ngô Kỷ cái thời đó lên tố cáo, nói là khu này xây dựng cái đó không có giấy phép, xây dựng trái quy trình. Thì nếu vậy cháu mời bác Cường trước, thì bác nghĩ sao về cái sự kiện đó và bác nghĩ sao về cái vấn đề mà tố cáo đó? Hai cái nhân vật Ngô Kỷ với lại Ngô Đình Lượng thì ông ấy là những người mà hết chỗ nói rồi, thưa anh. Đúng rồi, bác nói vậy đó. Sư nói thiệt nha, nếu mà nói về đời và đạo hay là sư nói, còn nói về cá nhân riêng tư, thí dụ ông Ngô Đình Lượng hay là ông Ngô Kỷ á, thì sư Agat no nói idea. Về cái sự kiện thôi. Cái sự kiện Agat no idea, it's not my business, sư không có. Nếu vậy thầy mời bác Cường cũng không nói luôn. Dạ. Nếu vậy cháu mời bác Cường, cháu vậy mời là bác Cường. Xong sư đi rồi nha. Dạ vâng, rồi nếu vậy sư phải đi. Nếu vậy thôi, để thầy đi rồi cháu với bác tiếp tục chương trình của mình ạ. Tại vì con không muốn dính dáng vô những chuyện đó. Dạ. Sư là người tu, thầy cho tôi biết nhiều thứ. Sư là người. Nếu vậy thầy mời thầy có lời chào lời cuối nào, chào thân chào, mà chuyện đời là sư không có involve vô. Not my business. Yeah. Đã, người tu không có involve vô những cái chuyện đó. Yeah. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Con Du Tăng Thích Minh Tánh. Bù Đâm Saranam Gacchami. Đà Mâm Saranam Gacchami. Sàn Hâm Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi con kính chào quý khán giả, kính chào Khải Đào TV, kính chào kính chào bác Cường, kính chào toàn thể đồng bào. Dạ, sống coi như là yên vui hạnh phúc, tâm bình khí hòa. A Di Đà Phật. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Lần tới là mình sẽ nói thêm về Phật pháp, về chào bác, chào quý vị. Dạ vâng, chào thầy.